Chào các bạn, trong bài lab ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện việc chạy lệnh trên nhiều EC2 Instant mà không cần SSH. Thì tình huống đặt ra là tôi có rất nhiều Instant, có thể 2, 3 hoặc thậm chí vài trăm Instant. Và mỗi khi mà thao tác với hệ điều hành trong Instant thì chúng ta thường nghĩ đến là chúng ta dùng SSH từ xa, đúng không? Hoặc là vào trong giao diện web EC2 Instant Connect để gõ lệnh. Thế nhưng mà nếu mà làm theo cách này thì chúng ta có mấy vấn đề. Thứ nhất là khi mà chạy SSH để remote vào ấy, thì chúng ta cần phải tạo key pair này, tải về máy tính này. EC2 Instant của chúng ta sẽ phải mở cổng SSH ra ngoài Internet. Thì cái đấy nó có rất nhiều vấn đề rủi ro về bảo mật. Và chúng ta cũng sẽ phải làm thủ công, chứ không thể nào mà làm vài trăm cái EC2 Instant nâng cấp chẳng hạn thì rất là khó khăn, đúng không? Do đó là Amazon Web Service đã cung cấp cho chúng ta một phương pháp. Họ cũng đã nghĩ đến vấn đề đó và họ đã chuẩn bị cho chúng ta là một cái cách nào đó để có thể chạy lệnh trên nhiều EC2 Instant mà chúng ta lựa chọn. Thì System Manager và Run Command nó là cái giải pháp của Amazon Web Service. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có System Manager giao diện này. Trong System Manager thì chúng ta sẽ có rất nhiều các lệnh khác nhau, các lựa chọn khác nhau để thực thi. Thì trong đó nổi bật là có Run Command. Trong Run Command thì lại có rất nhiều loại command khác nhau. Thế còn đây các bạn nhìn thấy tôi có một cái Resource Group. Trong Resource Group tôi nhóm các EC2 Instant. Và trong các EC2 Instant này thì có một cái tiến trình, một cái process tên là SSM Agent. Và ở đây tôi sẽ phải enable một cái role nó lên. Đấy, chúng ta có một cái role là Amazon EC2 Role for SSM hoặc là Amazon SSM Manage Instant Core. Thì khi mà EC2 Instant có cái role này thì SSM Agent nó chạy. Và từ cái giao diện run command thì chúng ta sẽ gửi command đến SSM Agent. Và SSM Agent sẽ chạy trên từng cái EC2 một. Và tất cả các EC2 nào thuộc cái resource group này hoặc là cùng trong một cái tiêu chí lựa chọn của theo tag này hoặc là chúng ta chọn thủ công thì nó cũng sẽ chạy. Và sau khi chạy thì nó sẽ trả kết quả về cho run command. Chúng ta có thể nhìn thấy kết quả chạy. Nó có thể ghi vào log trong S3 hoặc là gửi SNS. Đây các bạn nhìn thấy danh sách rất nhiều loại command khác nhau. Chúng ta có thể chạy được từ cái run command này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé. Đầu tiên tôi vào EC2. Tôi sẽ tạo ra một cái launch template bởi vì tôi sẽ launching khoảng 3 đến 4 EC2 Instant cùng một lúc. Đây, ví dụ đây là Webfleet, web template nhé. Ok, web server template. Ok, rồi chúng ta chọn Quick Start, chọn Amazon Linux. Cái hệ điều hành Amazon Linux 2 này thì nó đã có sẵn SSM Agent. Nếu các bạn chọn những cái hệ điều hành khác ấy, thì có thể SSM Agent là chưa có thì các bạn sẽ phải cài thủ công. Đấy. Các bạn nhớ chọn Free Tier Eligible nhé, vì chúng ta đang thực hành Instant Type. Ok, chúng ta chọn T2.micro. Key pair, trong trường hợp mà chúng ta không bao giờ có ý định là SSH vào thì chúng ta có thể bỏ qua key pair mà thôi. Tôi cứ dùng key pair, sẽ có lúc tôi thử. Chọn Security Group. Rồi, tôi sẽ chọn My Web Server. Cái My Web Server Group này thì đã bật sẵn cái mở sẵn Inbound Rule là cái cổng 80 cho phép phục vụ web ở cổng 80. Resource tag này, advanced detail này. À đây, I am instant profile. Ok, bây giờ
Đấy, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ vào trong đây, chúng ta tạo một cái IAM role. Role. Các bạn tạo một cái là chọn AWS service, chọn EC2, next. Chúng ta sẽ chọn cái role đó là Amazon SFM Instant Core. Ở đây thì các bạn có thể, với trường hợp này, các bạn có thể bổ sung một số policy mà các bạn muốn, ví dụ như là truy cập vào S3 chẳng hạn, đúng không? Không ai cấm, như trong cái ví dụ này thì tôi chỉ có cần là SSM agent nó chạy thôi, thì tôi chọn cái này. Các bạn chú ý nhé, là trong rất nhiều tài liệu của Amazon thì họ hướng dẫn cái EC2 role for SSM này, cái này cũng ok. Thế nhưng mà thằng này sắp sửa bị deprecate, thay thế bởi cái role policy này. Do đó là tôi sẽ chọn luôn cái policy này, next. Các bạn nhìn ở đây có assume role này. Allow, ok, chat, thế còn đây là có rồi, bây giờ sẽ có là allowed EC2 run SSM agent. Ok, các bạn nhớ cái role này nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào lại đây. EC2 run SSM agent. Ok. Rồi, như vậy là tương đối đủ rồi đấy. View cloud template. Đó. Chúng ta chọn vào đây này. Vào đây chúng ta sẽ launch instant from template. Ở đây tôi chọn là 3 cái instant. Ok. Rồi, chúng ta sẽ add tag ở đây để chúng ta sẽ tìm kiếm. Ví dụ như ở đây tôi chọn một cái tag là type đây sẽ là Python, tôi chọn là Python nhé. Resort tag. Đấy. Advanced detail này. Resource type instant này. Tôi nghĩ là này đã add rồi. Resource tag này. Ok, launch instant. Cannot xem lỗi ở đâu nha. Chúng ta không nên dùng cái từ khóa là type. Rồi, view launch template này, vào trong EC2 dashboard này. Thì các bạn thấy hiện nay đang có 3 cái instant đang pending. Ok. Đang chuẩn bị khởi động đấy, đang khởi động. Đây, bây giờ nó đã chạy đúng không? Các bạn vào EC2 dashboard. Refresh lại một cái thấy có 4 cái EC2 instant đang chạy. Chúng ta sẽ vào AWS Amazon Web Service này, login,
Các bạn tìm cho tôi System Manager nhé. Các bạn vào trong đây, các bạn thấy Run Command. Okay. Các bạn ấn nút Run Command này. Đấy, bây giờ các bạn sẽ tìm tìm cái kiểu kiểu lệnh nào mà các bạn muốn. Thì Amazon cung cấp cho chúng ta rất nhiều cấu hình Docker này, tìm kiếm cập nhật cho Windows này, đấy, install application này. Trong ví dụ này tôi dùng là Shell nhé. Đấy, thì các bạn có thể run Shell script trên Linux này, run PowerShell script nếu mà instance các bạn dùng hệ điều hành Windows. Phổ biến nhất là chúng ta sẽ run Shell script. Chúng ta hãy chạy với một cái lệnh đơn giản nhất nhé. Sudo này, yum install htop. Htop nó là một cái giao diện để chúng ta quản lý tài nguyên trên Linux. Nó giao diện cũng rất là đẹp. Đấy, trừ y có nghĩa là chúng ta xác nhận luôn yes ấy. Ở đây về target có nghĩa là cái đích mà chúng ta cần chạy sẽ chạy, thì chúng ta có mấy loại. Cái chọn, một là chọn theo tag, hai là chọn instant, ba là chọn theo resource group. Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho các bạn cách này trước đi. Các bạn nhìn thấy không? Nó hiển thị ra cái EC2 instant. Tại sao mà nó không hiển thị cái WordPress này? Bởi vì cái thằng này ấy, nó sẽ lọc ra bất kỳ cái EC2 instance nào mà nó chứa role, mà trong đó role lại gắn với cả cái policy là Amazon EC2 role for SSM hoặc là Amazon SSM manage instance core, thì nó mới hiển thị ra ở đây. Ở đây, ok. Thì đây là cách select thủ công. Ok. Tôi sẽ chạy trước cách select thủ công. Về output thì nó có mấy cách này, các bạn nhìn thấy không? Nó là xuất ra SS3 bucket này, rồi là nó chạy ra SNS notification. Rồi tôi uncheck cái này trước cho nó đơn giản. Bây giờ tôi sẽ chạy cái run nhé. Đó. Các bạn ấn vào nút này. Các bạn nhìn thấy là ba cái target đúng không? Detail status là succeed. Các bạn có thể chọn vào đây xem output của nó. À, nó cài htop này, các bạn nhìn này, htop installing này. Để cho nó chắc chắn thì chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ cử connect thử. Bây giờ các bạn gõ htop này. Đấy, nó đã chạy đúng không? Đó. Nó đã install được, run command là install được. Bây giờ chúng ta hãy thử uninstall nhé. Thực hành uninstall. Run command, shell, run shell script, sudo yum remove htop trừ yes. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng instant tag. Chúng ta có EC2 instant. Các bạn nhìn thấy ở đây nhé. Các bạn nhìn thấy ở đây tag. Các bạn nhìn thấy fleet, fleet Python. Rồi, chúng ta sẽ chọn theo fleet Python. Fleet này. Python này. Add này. Uncheck này đi. Nó đã chạy thành công. Bây giờ chúng ta hãy thử thoát, clear, thử chạy htop lại xem sao. Các bạn không còn thấy nữa rồi đúng không? Như vậy là nó đã cài đặt thành công này. Sau đó chúng ta remove cũng đã được này. Chúng ta sẽ chạy một cái đoạn lệnh dài hơn một chút. Đoạn lệnh này để
để ghi ra một file index các thông số của EC2 Instance, ví dụ như public hostname này, public IPv4 này, instant ID này, availability zone này. Sau đó nó khởi động một cái server viết bằng Python là http.server.80. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Run command shell. Đây là hướng dẫn này, giải thích các cái command này nó sẽ làm gì, đúng không, vân vân và vân vân. Rồi chúng ta như này, ta paste cái này vào đây. Ok, sau đó chúng ta sẽ chọn, nãy chúng ta đã thử cái target này rồi này, đây rồi đúng không, chúng ta sẽ chọn resource group. Resource group đây, các bạn ấn vào resource group vào đây, new tab. Ok, chúng ta xóa cái resource group đi, tốt nhất là tạo mới create resource group này. Ở đây chúng ta có hai lựa chọn khi tạo resource group, một là tag base, hai là cloud formation stack base. Thì cho đơn giản tôi sẽ chọn là tag base. Resource type, chúng ta có rất nhiều đó, EC2 host này, EC2 instant. Nếu mà chúng ta chọn là EC2 instant này, sau đó chúng ta sẽ chọn theo tag, ví dụ đây là fleet này, đây chọn là Python này. Ok, group name EC2 fleet Python. Đấy. Đây nó phải viết như này. Ok, nhóm các EC2 instant chạy web Python. Ok, create group. Đọc rồi. Group of Python web. Không cho viết tiếng Việt. Ok, rồi, nó liệt kê ra khá nhiều đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chạy. Sẽ chạy nha. Đây, chọn resource group này. EC2 fleet. Run lại cái shell này. Ok, code này copy này, paste vào đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy resource group, bây giờ tôi đã chọn là EC2 fleet group rồi nhé. Các bạn tắt cái này đi. Các bạn nhìn thấy target là 3 này, progress là đang là in progress. Tại sao nó là in progress mà nó không successful? Bởi vì cái lệnh Python -m http.server.80 này nó sẽ chạy liên tục mà nó không return về, bởi vì nó liên tục hứng ở cổng 80. Do đó là cái run command này của chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái là in progress. Bây giờ chúng ta hãy vào xem một instance này. Instance này nhé. Nó ở địa chỉ này.
Đấy, các bạn thấy nó hiển thị ra thông tin đúng không? À, cái này thực chất là đã được phục vụ bởi một cái Python web server rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái này nữa nhé. À, cái khác đã đi. Địa chỉ khác đi. Đây. Đó. À, như vậy là cái lệnh này đang chạy. Lệnh này đang chạy này. Bạn nhìn này, liên tục là in progress. Thì nếu mà tôi cancel cái command này thì như thế nào? Cancel command. Cancel. Bạn nhìn thấy cancel tắt đúng không? Giờ các bạn thử chạy này mà. À, như vậy lệnh đã bị hủy và nó không chạy được nữa. Đấy, chúng ta sẽ thử thêm một lần nữa để cho các bạn làm quen nhé. Share. Bỏ cái này đi. Đoạn chạy ra này. Share. Bây giờ tôi copy lại cái này. À, bây giờ tôi sẽ chọn instant manually cho dễ. Ok. Tắt cái S3 kit này đi. Các bạn nhìn thấy nó vẫn in progress, có nghĩa là nó vẫn vẫn đang chạy, vẫn đang hứng lời gọi từ web. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thêm một lệnh nữa. Các bạn vào run command. Các bạn nhìn thấy cái lệnh này đang in progress, đang chạy, liên tục nó chạy. Chúng ta lần nữa chạy run command. Shell. Ok. Bây giờ hãy thử với lệnh này. Lệnh này là lệnh sẽ lấy ra các tiến trình, lấy ra tiến trình nào mà đang lắng nghe ở cổng 80. Sau đó chúng ta sẽ dùng một lệnh queue force để hủy cái tiến trình này đi. Thì thực chất là tôi sẽ hủy cái tiến trình này này. Đấy. Thì chúng ta xem ra là nó có tác dụng gì nhé. Đây có 3 cái EC2 instance đáp ứng được cái yêu cầu tìm kiếm của tôi. À, thử S3 bucket một lần cho biết. Các bạn chọn vào input text master nhé. Sau đó các bạn gõ là SSM log. Ok, prefixed. Các bạn chú ý là tôi chọn là input text master.vn. Bây giờ tôi sẽ run. À, có thêm một chút này nữa, cũng rất hay. Là bên cạnh cái giao diện web ấy, thì chúng ta có thể sinh ra một cái lệnh AWS client command như thế này. Thì các bạn có thể copy toàn bộ cái dòng này, text này để lưu vào. Khi cần thì chúng ta có thể chạy từ từ máy client. Cũng có cách khác nữa là chúng ta có thể lưu vào, vì sau đó chúng ta chạy trong một môi trường nào đấy. Còn bây giờ thì tôi sẽ chạy trong môi trường web trước. Succeed nhé. Bây giờ thử, nó đã queue tất cả các tiến trình đang lắng nghe ở cổng 80 rồi. Các bạn thử vào đây mà xem. Boom. Không còn nữa đúng không? Bây giờ tôi sẽ vào S3 Bucket để xem log. Đây, input text master. Log run web fleet last modify. Đấy, mình chạy là ở đâu nhỉ? Quên rồi đấy. Command này. Command description. Thôi rồi, tạm thời tôi cho các bạn xem cái log này. Đây. AWS run shell script này. STDout này. Đấy, nó xuất ra. Ok. Thông tin nó chạy. Thì tôi chỉ muốn cho các bạn xem là trong khi mà chúng ta chạy cái run command ấy, thì chúng ta có thể xuất ra cái trạng thái mà command nó chạy vào trong S3 để sau đó các bạn xem lại.
Rồi, bài lab ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.